chào mừng anh em đã đến với video ngày của mình, và mình là Mr. Ken số 79. Đây là con Vespa S. Thì cái hiện trạng trước khi đem lại cho mình thì nói chung là nó khá là tả. Cái con này do chủ xe trước đi không có chăm, giờ mình làm full option lại cho nó thì nói chung là nó cũng gọi là tương đối chạy cũng bét bét rồi. Về phần máy thì nguyên cái nồi, full nguyên bộ nồi thì bỏ hết rồi, mình không giữ lại được gì hết. Lò xo rồi bi nồi rồi mặt nhôm rồi cái dây cura thì mình thay lại hết full rồi. Còn về phần máy thì mình đã chỉnh tăng cam rồi vệ sinh buồng đốt, kim phun thay bu ri đồ các thứ, vậy xin hết lóc liếc đồ. Nói chung là bây giờ là chạy là chuẩn chỉ ok rồi. Bảo đảm chủ xe mà lên cái xe này mà chạy mà cảm thấy không ưng, mình trả tiền lại ha. Ok, thì con này hồi trước duyên của nó là màu trắng đen anh em. Mình đã về mình sơn lại cho nó là thành là màu vàng đen. Nhưng mà cái con này mình không xi ốc nha. Cái con này chỉ có ốc ác là mình thấy nó xi thì nó cũng phí tiền. Thì nếu mà xi ốc thì ốc anh em còn đẹp á thì mình nên xi. Còn ốc mà nó xấu quá, dạng như là tháo gai gắn vô nhiều lần quá rồi, con ốc nó bị te đầu, nó tròn nhiều thứ, mình xi đâm ra nhìn nó mới thôi, nhưng mà thật sự nó nhìn vô cái mấy cái lỗ ốc thì nhìn nó không có đẹp lắm. Nên là mình dụ chủ xe kêu là bây giờ một là anh lên ốc Salaya, còn hai là lên ốc Titan. Bây giờ xi full bộ ốc anh em cũng tốn đâu đó cũng khoảng tầm 600.000. Còn mà ví dụ mấy anh em mà đem đi sơn, đem đi lên ốc Salaya thì full bộ ốc mặt tiền ở ngoài của con Vespa thì nó đã khoảng tầm đâu đó khoảng 950 tới 1 triệu. Còn mấy anh em lên ốc Titan thì đâu đó cũng khoảng tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 ha. Thì tính ra nó mắc hơn mấy trăm, nhưng mà đường cái ốc đồ chơi nhìn đẹp hơn. Từ trừ khi ốc anh em còn quá đẹp, ốc anh em nó không có bị mớp méo hay là không có bị mẻ cạnh á, thì mình để ốc zin mình đem MC thì ok, chứ còn ốc mà nó bị biến dạng rồi thì thua ha. Con này mình chưa có mua tem gì mình dán. Này chủ xe về chủ xe tự đi dán, chủ xe về tự dán tem. Rồi xe này là mình đã sơn full vàng áo, vàng chân. Vàng áo là mình sơn sporty màu vàng đen, vàng chân là sơn tĩnh điện màu đen bóng. Nhưng mà phát sinh thêm một cái là thêm vài trăm ngàn nữa là cái chỉ vàng anh em, làm cho cái điểm nhấn cho cái xe nhìn xa xa em nhìn nó tươi tắn hơn ha. Con Vespa S thì mình chỉ chê nó một cái, nói chung là nhìn nó cũng có cá tính riêng, nó cũng đẹp. Nhưng mà cái đèn này của nó nè, nó dễ bị mờ lắm anh em. Cái đèn của Vespa S nè, nó dễ bị mờ lắm, nhìn nó không có ok lắm. Còn xi nhan trước sau hình như nó giống như của LX ha. Phục trước phục sau mình đã phục hồi rồi, vệ sinh lốc máy đồ này nọ là xong xuôi hết ha. Xe này có bọc yên nữa nha, bọc lại yên zin rồi. Chi phí cho một con này về cái phần máy mình đã làm full hết phần máy đâu đó cũng khoảng tầm 4 triệu mấy. 4 triệu mấy cho cái phần máy, nồi niêu son chảo hết, rồi phục hồi phục trước sau. Rồi về cái phần sơn thì full hết dàn chân với lại dàn áo thì đâu đó cũng khoảng tầm là 4 triệu rưỡi 5 triệu cho một con xe Vespa S. Do cái con xe này nó tả quá nè, xe này tả quá, mớp nhiều chỗ, là có nhiều chỗ nó bị xì lỗ mọt rồi sơn nó phù lên đó. Nên là mình đúng ra những cái màu căn bản như vậy mình lấy có 4 triệu rưỡi thôi, nhưng mà do cái nền con này nó quá xấu nên là mình lấy thêm 500 ngàn nữa, coi như là 5 triệu là ra thành hình ha. Tí nữa mình vô mình rửa xe lại một cái nữa thì đại chủ xe qua lấy thôi. Full bộ chó đèn trước sau là bao gồm đèn lái với lại hai xi nhan trước hay xi nhan sau là 500. Còn mấy em nào sơn 4 xi nhan thôi thì khoảng tầm là 350 400 ngàn cho một cái combo đó ha. Rồi thì mấy anh em nào mà có nhu cầu, đây quên từ nãy giờ chưa gì hết mà nhu cầu gì sớm vậy ông nội. Nè, nổ máy cho anh em nghe thử luôn, Vespa S máy thì thầm mùi sưng luôn, không im, không im như chó thở luôn, mà không biết chó gì thôi, chó nhiều loại chó nha anh em, được chưa? Nửa đời sau nửa đời ấu. Giờ mình sẽ đem qua bên kia mình rửa xe lại một cái, coi những cái chỗ nào mà nó còn bị hơi chạy nhẹ lúc mà tháo lắp á, mình sẽ dặm giá lại rồi quơ sơ bụi bặm lại chùm lại, lát nữa 4 giờ vũ xe qua lấy xe ha. Cái con này như chi phí mình lấy full hết luôn là bao gồm
làm phần máy nè, làm full phần nồi nè, rồi thay ốc titan, rồi sơn chó đèn, sơn dàn áo, dàn chân, à đâu đó cũng khoảng tầm cái này thay bộ chén cổ nữa, thay bộ chén cổ trên dưới, rồi thay bố thắng trước sau, rồi phục hồi phục trước sau nữa, 12 triệu mấy, gần 13 triệu ha. Mắc, mắc không? Mình công nhận mắc, nhưng mà đường cái mình có bảo hành, thấy không? Còn mấy bạn mà cứ khoái chỗ rẻ thì ok, chỗ nào thì nói chung là nó sẽ có một cái chất lượng của chỗ đó anh em, thì tiền nào của đó mà. Nhưng mà cái con Vespa S thì cái foam ngồi nó lùng hơn là cái con Frin với lại LX ra anh em à. Mà không biết là cái này cái yên này có cưa chưa, chứ mình thấy ngồi cảm giác thấy nó lùng. Ok anh em, bye bye. Anh em nào mà đã lỡ coi video của mình rồi cảm thấy ok thì cho mình một cái comment tương tác ở bên dưới ha. Đừng quên like và chia sẻ kênh của mình. Mình là Mr. Ken 69.